Trước đây trong quá trình xây dựng cái đình Võ Liệt này thì ngoài cái phần á là đóng góp tiền, đóng góp của, đóng góp công sức thì có những gia đình đóng góp những cái cột gỗ phải đến lần thứ nhất cũng không đạt chuẩn, lần thứ hai cũng chưa đạt, lần thứ ba và đến lần thứ sáu mới đạt những cái chuẩn